Dấu tay của Mỹ trong vụ tấn công Sevastopol Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày có nhiều tin tức mới liên quan tới vụ tấn công tại cảng Sevastopol Và không để quý vị chờ đợi lâu Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết Căng thẳng ở Sevastopol Tính đến sáng ngày hôm qua, thì hai tàu chiến của Hải quân Nga ở ụ tàu khô Sevastopol gồm một tàu đổ bộ cỡ lớn Minsk và một tàu ngầm lớp Vasavianka đã bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng hai tàu này đang trong quá trình sửa chữa thì bị tên lửa Ukraine bắn trúng và hư hỏng. Cho đến hôm nay thì thông tin chính xác về tình trạng của các con tàu này cũng như là mức độ thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ chi tiết. Theo các chuyên gia, thiệt hại có thể nghiêm trọng do quy mô của cuộc tấn công và tại thời điểm bị không kích thì có nhiều mục tiêu cùng xuất hiện tại nhà máy này. Tàu đổ bộ cơ lớn Minsk là một trong những con tàu quân sự chủ chốt của hạm đội Biển Đen. Nó được thiết kế để vận chuyển quân đội và các trang thiết bị. Con tàu ngầm chạy dầu Rostov on Don thuộc lớp Vasavianka cũng là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của hải quân Nga, được trang bị tên lửa hành trình Kalib, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển ở khoảng cách xa. Nhưng mà đến nay, chúng đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Cuộc tấn công của Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình và 3 máy bay không người lái cùng một lúc. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong toàn cuộc xung đột mà họ từng thực hiện. Có khả năng rằng tên lửa hành trình của tổ hợp Neptune cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Vụ tấn công này còn dẫn tới thường vong, cụ thể là hai người chết và 26 người bị thương. Họ đều là công nhân của xưởng đóng tàu. Các báo cáo cũng cho biết thêm rằng các cuộc tấn công của Ukraine trong những tuần gần đây đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phòng không của lực lượng Nga trên bán đảo Crimea. Vài giờ sau cuộc tấn công tên lửa này, thì lực lượng vũ trang Nga còn cho biết thêm họ đã phá hủy 3 xuồng không người lái của đối phương ở Biển Đen. Đến thời điểm ghi hình, thì hãng tin RI trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có thêm một âm mưu tấn công nữa bị chặn đứng. Cụ thể là vào khoảng 5 giờ ngày 14 tháng 9, thì lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng tấn công tàu tuần tra xe cây cổ của hạm đội Biển Đen bằng 5 xuồng không người lái, và phía Nga đã phá hủy những mục tiêu này. Đêm ngày 13 dạng sáng ngày 14 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 4 giờ thì một số lượng lớn máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực Bryansk và Begorov. Trong đó, tại quận Valuysky, hệ thống phòng không đã bắn hạ một mục tiêu không có thương vong hay là thiệt hại nào được ghi nhận. Còn tại Bryansk, vào lúc 10 giờ đêm, hai UAV đã bị bắn hạ. Đến 12 giờ đêm thì họ còn tiếp tục bắn hạ thêm hai UAV nữa. Tại Moscow, trong vòng 15 phút thì lực lượng phòng không của khu vực này đã bắn hạ hai UAV. Mỹ hậu thuẫn trong cuộc tấn công Sevastopol Đáng chú ý nhất trong vụ tấn công vào Sevastopol đó là sự xuất hiện của các thiết bị không quân Hoa Kỳ bay trong khu vực. Trong đêm ngày 13 tháng 9, thì quân đội Nga cũng đồng thời tấn công vào các cảng Izmail và Reni của Ukraine trên sông Danube. Sau đó, họ phát hiện ra dữ liệu cho thấy các máy bay do thám Bombardier Challenger 650 Artemis của NATO đang làm nhiệm vụ do thám sâu ở Biển Đen. Máy bay này bay vòng qua Romania trong suốt khoảng thời gian diễn ra vụ tấn công ở phía nam Crimea. Cùng thời điểm đó, một máy bay không người lái trinh sát tầm cao RQ-4 Global Hub của không quân Hoa Kỳ cũng được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Ý và đã bay tới vùng biển phía nam Biển Đen để thu thập dữ liệu. Trước đó vào hồi đầu tháng này thì một máy bay chỉ huy mục tiêu và điều khiển chiến đấu E-8C Zista cũng đã được phát hiện ở hướng Kaliningrad những dấu vết bất thường của máy bay do thám NATO diễn ra trong bối cảnh. Gần đây thì quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công lớn nhắm vào các cảng sông Danube. Qua đó, họ không chỉ khiến cho dòng chảy ngũ cốc mà còn cả thiết bị quân sự của NATO viện trợ cho Kiev luôn bị đặt vào tầm nguy hiểm. Nếu như cường độ các cuộc tấn công của Nga và các cảng của Ukraine trên sông Danube vẫn được duy trì như vậy, thì chế độ Kiev sẽ mất đi cơ hội xuất khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác cho đến đầu tháng 10. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Ukraine buộc phải tấn công Sevastopol vào ngày hôm qua. Với việc NATO và Mỹ hậu thuẫn cho Kiev trong các vụ tấn công vào Crimea và Nga đang muốn phá hủy các cảng cuối cùng của Ukraine, điều này khiến cho Biển Đen tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng. Đặc biệt là khi mà Kiev muốn ngăn chặn các cuộc phản công dự kiến của Nga theo hướng này, họ sẽ còn sử dụng tên lửa tầm xa và xuồng cảm tử để thực hiện các phi vụ tấn công tàu chiến của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đen, người ta lại chú ý đến một thông tin khác đến từ cuộc gặp gỡ thành công giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Giới quan sát và các chuyên gia quân sự tin rằng, với mối quan hệ liên minh hiện có, công chúng có thể sớm chứng kiến việc binh lính Triều Tiên tham chiến trong khu vực Odessa. Sự tham gia của một thế lực khác vào giao tranh trong khu vực này có thể khiến cho NATO nổi giận. Nhưng mà thực tế là chính họ cũng đã nhúng tay quá sâu vào các phi vụ tại đây. Họ đã cung cấp các máy bay trinh sát rồi còn hỗ trợ oanh tạc vào các mục tiêu quan trọng của Nga. Điều này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đen và nơi đây rất có thể sẽ trở thành một đấu trường cho cuộc xung đột trực diện giữa Nga và NATO. Hoạt động Starlink bất thường được nhận thấy trong cuộc tấn công vào Crimea. Vào đêm ngày xảy ra, vào đêm xảy ra cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol, hoạt động của mạng Starlink đã được ghi nhận. Công suất tín hiệu do hàng trăm trạm thu phát trên vệ tinh này truyền đi đã giảm xuống mức không. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng một phần mạng lưới vệ tinh đã ngừng hoạt động tạm thời trên khu vực Biển Đen. Các nhà phân tích tin rằng Elon Musk có thể buộc phải đưa ra quyết định tạm thời ngừng hoạt động một phần Starlink trong khu vực này để tránh các dịch vụ thương mại của mạng lưới ảnh hưởng tới các hành động quân sự do Kiev thực hiện. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết rằng Musk đã chuyển giao và bán quyền kiểm soát một số vệ tinh cho Lầu Năm Góc. Internet vệ tinh Starlink đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thông toàn cầu và đã nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả dân sự và quân sự. Nhưng những sự kiện gần đây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến áp lực chỉ trích ngày một gia tăng đối với Elon Musk, bởi vì Musk phản đối việc sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công vào Crimea. Vị tỷ phú này bày tỏ sự không hài lòng với những lời chỉ trích và cáo buộc. Ông ấy cho rằng chúng không công bằng. Rất nhiều khả năng là việc chuyển giao quyền kiểm soát một phần Starlink cho Lầu Năm Góc là một động thái nhằm giảm bớt áp lực đó. Các chuyên gia không loại trừ khả năng là Musk đã bị đe dọa nếu như khước từ yêu cầu của chính phủ thì chính phủ sẽ tước đi cơ hội phóng vệ tinh của SpaceX và đình chỉ một số dự án của Musk. Tuy nhiên, với tư cách là người trong cuộc, Musk vẫn chưa đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Và những yếu tố trên cho thấy rằng có khả năng là chính Washington đã gây ra các hoạt động bất thường của Starlink nhằm hỗ trợ Ukraine tấn công vào Sevastopol. Nhưng mà các hành động bất thường lần này của sát linh rất có thể cũng chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển các xuồng không người lái của Ukraine. Trong khi đó, tên lửa Storm Shadow và Scap Eagle được trang bị các mô đun anten chống nhiễu riêng và không phụ thuộc vào Starlink. Như vậy thì các bất thường của các vệ tinh do Washington kiểm soát đóng vai trò gì trong vụ tấn công lần này ở Sevastopol? Hiện vẫn chưa có manh mối nào được phát hiện và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của nó. Nga Phân tích chiến thuật của Ukraine ở Sevastopol Trong thời gian gần đây, thì quân đội Ukraine đã liên tiếp gây sức ép trên bán đảo Crimea. Sau nhiều vụ tấn công bất thành, cuối cùng họ đã tiến hành một vụ tấn công lớn chưa từng có. Họ đã sử dụng chiến thuật tấn công mới, sử dụng đan sen phối hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Tức là Ukraine có thể dùng một trong hai phương tiện này để vừa đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đồng thời đánh lừa radar trinh sát, sau đó thì họ mới ra đòn tấn công bất ngờ Điều này đã làm phức tạp đáng kể quá trình phòng thủ của Nga. Ý tưởng của Ukraine là gây ra sự nhầm lẫn thông tin để cho quân Nga khó có thể đưa ra được phản ứng chính xác trước các cuộc không kích. Đánh giá một cách khách quan thì sự kiện lần này đã gây ra thiệt hại lớn cho Nga. Nhưng mà chi phí để Ukraine thực hiện một vụ tấn công như vậy cũng không phải là rẻ. Bởi vì 10 tên lửa bắn đi thì chỉ có 3 quả có thể vượt qua được hệ thống phòng không của Nga. Liệu Ukraine còn sở hữu bao nhiêu tên lửa có thể tiếp tục thực hiện các phi vụ như vậy ở Crimea? Thực tế, Ukraine vẫn còn một số loại tên lửa có thể lên phương án để tấn công, nhưng mà chúng không dễ triển khai. Ví dụ, Storm Shadow cần phải được máy bay Su-24 phóng đi. Gần đây thì lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện loại này, cho nên rất khó có khả năng là Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công như ngày hôm qua. Nhiều người đánh giá rằng, có thể là Ukraine sẽ chỉ thực hiện được một cú đánh mạnh, rồi sau đó lại cần phải có thời gian để hồi sức nhưng mà khoảng thời gian hồi sức này sẽ không êm đềm với họ vì người Nga sẽ đáp trả. Quả thực là chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Đứng về phía Nga mà nói, dẫu cho chỉ có 3 quả tên lửa vượt qua được hệ thống phòng không của họ, nhưng mà cú đánh vào Sevastopol rõ ràng đã phơi bày những thiếu sót. Thứ nhất, đó là về mật độ hệ thống phòng thủ hiện tại trong khu vực bán đảo này là chưa đủ dày đặc. Nó không thể bảo vệ bán đảo một cách toàn diện. Điều quan trọng đó là phải thu hẹp được khoảng trống hiện có càng sớm càng tốt để cho đối phương không còn cơ hội thành công trong các cuộc tấn công tiếp theo. Thứ hai, đó là hoạt động trinh sát của Nga tại đây vẫn chưa tốt, đặc biệt là trinh sát hàng không. Ngoài ra, Nga có thể phải nâng cấp hệ thống phát hiện của mình, đặc biệt là các khí cầu trinh sát sẽ rất hữu ích cho việc phát hiện các nguy cơ trên không từ sớm. Nga cũng có thể lắp đặt thêm các hệ thống phòng không bức nhằm mở rộng khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa từ xa. Nói chung, mối nguy hiểm đối với hạm đội Biển Đen của Nga đang dần gia tăng và cuộc tấn công vào Sevastopol là một lời cảnh báo. Nếu như cuộc chiến ở Ukraine kéo dài thêm vài năm nữa cùng với sự tham gia của Mỹ và NATO ở Biển Đen ngày một gia tăng, thì hệ thống phòng thủ nhiều lớp vững chắc sẽ là rất quan trọng. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Nga sùng trận Hôm nay, truyền thông đưa tin rằng một phần của quân đoàn vũ trang tổng hợp số 25 Nga có thể đã lần đầu tiên được triển khai tới Ukraine Đội hình này nhiều khả năng tập trung ở khu vực Luhansk phía đông bắc của Ukraine, theo dữ liệu được cơ quan tình báo Anh công bố. Còn theo truyền thông Ukraine thì họ cho rằng các đơn vị quân đội này đã được triển khai ngay lập tức ở chiến trường, bởi vì một phần là người Nga đang gặp khó khăn trên một số mặt trận và một phần khác là vì Ukraine đang tiếp tục phản công theo ba trục khác nhau. Nhưng cũng có nhiều người dẫn giải một cách hiểu khác, có thể là quân đội Nga đang thay đổi luân phiên lực lượng của mình để binh lính ở ngoài tiền tuyến được nghỉ ngơi sau nhiều tháng chiến sự. Đối với cấp chỉ huy mà nói, điều đó có thể mang tới sự linh hoạt hơn trong hành động, bởi vì họ có nhiều lựa chọn hơn về nhân sự và thiết bị trên chiến trường. Quân đoàn vũ khí tổng hợp 25 bao gồm nhiều đơn vị khác nhau, gồm sư đoàn cơ giới hóa súng trường số 67, trung đoàn xe tăng 19, trung đoàn 36 và 37, một số tiểu đoàn phục hồi, sửa chữa và liên lạc, cùng một lữ đoàn xe tăng và một lữ đoàn pháo binh. Cho đến nay, Lý do thực sự khiến cho người Nga triển khai đội quân này tới Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài các đơn vị nêu trên thì họ còn có các đơn vị quan trọng khác với binh lính được huấn luyện bài bản và trang bị hiện đại. Romania trở thành cây súng chống lại Nga Bộ Ngoại giao Romania đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng với Nga về việc vi phạm không phận Romania sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái Nga được tìm thấy ở vùng Tusela. Theo một tuyên bố chính thức thì Bộ Ngoại giao Romania xác nhận không phận nước này bị xâm phạm trong vụ việc và đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ hành động của phía Nga rõ ràng đã gây ra lo ngại. Họ tuyên bố rằng sẵn sàng ứng phó thỏa đáng với các tình huống khẩn cấp như vậy. Còn về phía mình thì người Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước các tuyên bố của Romania, bất chấp những tuyên bố đầy căng thẳng này. Phía Romania cũng không cung cấp được bằng chứng về các mảnh vỡ và thực hiện các cuộc điều tra vụ việc. Điều này khiến cho công chúng nghi ngờ về tính chính xác của các cáo buộc. Liệu các mảnh vỡ máy bay có thực sự là của người Nga hay không? Việc Romania vội vàng trong việc cáo buộc đó là của Nga sẽ khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Và nếu mâu thuẫn căng thẳng cứ tiếp tục gia tăng thì rất có thể Romania sẽ lại là một quốc gia bị thiệt thòi, nhưng những người mỉm cười sẽ là NATO. Cuộc tập trận mới của NATO mang đến những đe dọa mới. Tại Uska Balan Máy bay không người lái chiến lược và khinh khí cầu trinh sát khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời trong cuộc tập trận trinh sát lớn đầu tiên của NATO cuộc tập trận anken Thunder được dẫn đầu bởi lực lượng đặc nhiệm đa miền số 2 của quân đội Mỹ nó thành lập cách đây 2 năm có trụ sở chính tại West Devon của Đức cấu trúc của lực lượng này gồm có sở chỉ huy tiểu đoàn trinh sát không gian mạng tác chiến điện tử sư đoàn phòng không và tiểu đoàn hỗ trợ cuộc tập trận đã được xây dựng dựa trên tình huống có sự tham gia của một số sư đoàn hỏa lực chiến lược cùng có hệ thống tên lửa HIMARS, một hệ thống tên lửa tầm trung và một hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa. Cũng không giống như các đơn vị truyền thống xây dựng lực lượng trước tiên là tuyển mộ, trang bị rồi huấn luyện, rồi chuyển giao cho các bộ chỉ huy thích hợp, thì các lực lượng đặc nhiệm đa miền được thiết kế độc lập để vận hành và thích ứng với yêu cầu của từng loại nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng này hiện vẫn đang ở giai đoạn xây dựng ban đầu, chưa được trang bị các hệ thống vũ khí tầm trung và tầm xa. Phía Mỹ cho biết rằng cuộc tập trận Anger Thunder diễn ra cách vùng đất Kaliningrad của Nga khoảng 200 km, nhưng mà đây không phải là một động thái phản ứng đối với bất kỳ hành động nào của Nga. Tuy nhiên, cách giải thích này của người Mỹ là rất khó tin, bởi vì Nga đã sở hữu một tài liệu từ phía Mỹ, trong đó xác định rằng khu vực Kaliningrad sẽ là mục tiêu ưu tiên của lực lượng đặc nhiệm châu Âu. Hoa Kỳ coi đây là khu vực cần phải vô hiệu hóa ngay khi bắt đầu chiến dịch quân sự để đảm bảo rằng Hoa Kỳ có thể tự do hành động ở vùng biển Baltic. Do đó, sự xuất hiện của đơn vị đặc nhiệm đa miền là một phần trong quá trình cải thiện khả năng của Hoa Kỳ trong việc tiến hành các hoạt động trên khắp khu vực Đông Âu. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy dấu hiệu chuẩn bị cho việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ quay trở lại châu Âu. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi với thông tin vừa rồi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.